Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào quý vị. Như quý vị có thể thấy, phía sau tôi đây chính là công trình trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Hai năm trước, vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã làm phép khuôn viên và khởi công xây dựng công trình trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Sau hai năm thi công, với nhiều khó khăn trong thời kỳ đại dịch Covid-19, công trình này đã hoàn thiện. Giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng tôi đi tìm hiểu về công trình này. Chương trình trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội, tọa lạc trong khuôn viên của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tại địa chỉ số 40 phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm mục vụ sở hữu không gian rộng rãi với tổng diện tích là 19.550 m2, bao gồm 2 tầng hầm, 10 tầng nổi và một tầng áp mái. Đây sẽ là nơi phục vụ cho các sinh hoạt của Tổng Giáo phận. Khu vực lớn và có thể nói ấn tượng nhất khi bước vào trung tâm mục vụ của Tổng Giáo phận Hà Nội đó chính là đại sảnh. Tại đây, hai bên là phòng tiếp khách với tổng diện tích là 1.909m2. Hai phòng khách lớn sẽ là nơi tiếp đón các đứng bể trên, các phái đoàn đại diện các giáo phận, các cấp chính quyền và giáo dân. Tại quầy lễ tân phía bên trái đại sảnh sẽ luôn có quý sơ trực và cung cấp những thông tin cần thiết. Cầu thang giữa đại sảnh sẽ dẫn lên tầng 2 với hội trường và các phòng học của Học viện Thánh Phaero Lê Tùy với diện tích là 1.017m2. Đây cũng là những khu vực quan trọng phục vụ cho nhiều hoạt động khác nhau. Hội trường lớn phía tay trái có sức chứa khoảng 400 đến 500 người. Đây sẽ là nơi phục vụ cho các dịp tĩnh tâm, các sự kiện lớn quy tụ đông người. Cùng với hội trường sẽ là phòng học của Học viện Thần học Thánh Phaero Lê Tùy. Không gian phòng học sáng với đầy đủ trang thiết bị sẽ đáp ứng cho nhu cầu dạy và học của quý tu sĩ và giáo dân một khu vực đặc biệt khác của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Đó chính là nhà nguyện và thư viện nằm trên tầng 9 với tổng diện tích là 1.242m2. Khu vực nhà nguyện có sức chứa hơn 400 chỗ sẽ là nơi cử hành phụng vụ cho các đợt tĩnh tâm và thường huấn của các linh mục trong Tổng giáo phận, cũng như của các hội đồng và hội đoàn cấp giáo phận. Bên cạnh nhà nguyện, tầng 9 sẽ có thêm thư viện với nhiều đầu sách đa dạng Phục vụ quý đức cha, tu sĩ và học viên của học viện. Từ tầng 3 đến tầng 8 là không gian phòng nghỉ cá nhân phục vụ cho các kỳ tĩnh tâm của các linh mục. Tổng cộng có 216 phòng, diện tích dao động từ 21 đến 45 m2, trong đó, từ tầng 3 đến tầng 6 là 38 phòng, tầng 7 là 33 phòng và tầng 8 là 31 phòng. Để phục vụ cho nhu cầu ăn uống, tầng hầm thứ nhất là khu vực nhà ăn bếp và quầy bar với diện tích 2.971m2. Nơi đây cũng sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn với sức chứa hàng trăm người. Quầy bar tại đây sẽ phục vụ rất nhiều thức uống đa dạng. Không gian mở của quầy cũng là nơi trưng bày tranh, ảnh, tư liệu lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội. Tầng hầm thứ hai chính là khu vực để xe vô cùng rộng rãi, có thể đáp ứng được lượng xe máy, ô tô trong các sự kiện lớn. Trong trung tâm mục vụ sẽ có một khu vực vô cùng thư giãn, đó là không gian sân thượng tầng 7, là một khu vườn diện tích gần 400 m2, hướng nhìn ra phía nhà thờ chính tòa với cây xanh và bể bơi. Trung tâm mục vụ sẽ có văn phòng của một số ban trong tổng giáo phận Hà Nội. Một trong số đó là văn phòng ban truyền thông tổng giáo phận tại tầng 10. Văn phòng bao gồm phòng thu, trường quay, phòng kỹ thuật và phòng biên tập. Phía cuối hành lang tầng 10 sẽ là phòng hội họp cho các sự kiện lớn. Từng gác mái phía trên văn phòng truyền thông là khu vực hệ thống máy móc kỹ thuật và khu giặt là. Sau nhiều năm mong chờ, công trình này đã được hoàn thiện. Vào ngày 7 tháng 10, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội sẽ chính thức được khánh thành và làm phép. Rất mong quý cộng đoàn cùng cầu nguyện và hiệp thông trong sự kiện ý nghĩa này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.